Đưa nhau về quê ngoại mái hiên, nghe kể chuyện về chàng trai cô gái. Từ thức sáng hương kết duyên vợ chồng ở nơi quê hương, lòng vẫn nhớ. Về quê ngoại, đưa nhau về quê ngoại, nghe kể chuyện ngày xưa. Mai ăn tiêm trồng giữa cây lúa, chiếu cối ngả sơn dệt bao mối tình, thơm tiếng ba đình lắng đọng hồn ta. Chúng ta đang đến với điểm danh quan Động Tử Thức. Động Tử Thức còn gọi là Động Bích Đào, là một hệ thống hang động dưới núi Đá Vôi, với nhiều núi đá được gắn liền với truyền thuyết Tử Thức gặp tiên. Động nằm trên địa bàn xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nằm cạnh đường quốc lộ 10, cách thị trấn Phát Diệm hơn 10 cây số về phía tây nam. Trên sườn một ngọn núi đá nhỏ có thả dê của đồng bào địa phương, xung quanh là ruộng lúa nước. Trong khoảng thời gian chiến tranh với nước Mỹ, động này bỏ hoang không có ai lui tới, lơ thơ chút cỏ hoang mọc trước cửa động. Và nhớ ông Tử Thức khuất miền Hoàng Sơn. Ông Tử Thức ơi, vọng ông Tử Thức xưa nay danh tiếng đã bao đời. Mến mộ hôm nay khách tới nơi mà nghe tiếng nước rơi ngỡ tiếng người. Lòng thành kính tôn dâng lên tiên cụ theo một từ vườn hoa mộ đơn và hồ vườn đào hoa. Hiện tại khu mộ này ngàn dáng hương đã trồng lên một vườn hoa mộ đơn thứ hai. Đây còn là cảnh vườn hoa mộ đơn thứ hai. Và quả giữa hai người gặp nhau và cũng là điểm kết thúc cuối cùng. Tử Thức là một người làm quan đức độ, nhưng trong thời kỳ làm quan của mình, ông đã được nhà vua ban cho hai chiếc áo quý. Đó là chiếc áo gấm và chiếc áo bào. Chiếc áo gấm là áo tròn, áo này áo của vua ban mà cho rằng Tử Thức xứng danh với đời. Áo này cũng mặc khoác chơi để cho lớp lớp đời đời truyền đi. Vòng ba năm trên trời bằng ba năm ở hạ giới, ta có nhớ không? Bằng ba năm ở hạ giới, thế mà ông cứ ngỡ như mới có ba năm thôi. Và người yêu mình nàng lụa đã chờ ông, và trái tim nàng đã hóa đá. Đây là trái tim nàng lụa đã hóa đá. Trái tim em đã chờ anh dài hàng thế kỷ, để mà anh tính nhầm mới chỉ tại cuối cùng của đồng Tử Thức mà em đã gắn kết cùng câu chuyện huyền thoại Tử Thức và tiên. Xin giới thiệu đoàn đến đây là hết. Chúc đoàn một chuyến tham quan về đồng Tử Thức vui vẻ và thường. Vâng, xin giới thiệu đoàn thêm bạn đoàn sau trái tim nàng gọi là ta có một cái cung thờ, cung cơ, cung phở, hay ta còn gọi là cung bóc đậu nam đào. Nơi đây bóc đậu nam đào khi chất đậu đào con gái sánh duyên. Vâng, tại đây chỉ dành cho những cặp vợ chồng hiếm muộn con gái hay sinh con nối dõi tâm đường. Như em đã giới thiệu là rồi, du lịch Tử Thức gắn liền tâm linh với toàn bộ các hệ thống hệ thống xa hơn nhà đẹp. Nhưng riêng trong cung cổ thì không thể nào đi xe trong đây do thiên nhiên ban tặng hay số hướng được tự cô mọi tự cỏ bóng đá nên không phải là xin di chuyển ra ngoài đường. Vâng, cuộc hành trình Tử Thức gặp tiên của đoàn ta đến đây đã hết. Vâng, các vị vỗ tay cảm ơn cô cái nào.
chúng tôi nhớ tới một đoạn trong bài thơ của cụ Lê Quý Đôn, một trong nhiều danh sĩ hiền nhân xưa đã đến nơi này, cảm ác mà để thơ lên vách đá ngay trước cửa đầu. Dịch thơ: cõi tiêm trần thế vẫn hằng mơ, đậu bích lạnh tanh khói phủ mờ, áo vải tử lao tìm chốn cũ, mắt quần sáng nữ ngóng người xưa. Trăng tàn động đá âm cua vọng, muối thấm sương thu vị lạc lờ. Nghe câu thơ mà tự hỏi đâu là mơ, đâu là hiện thực trong câu chuyện tử thức du tiên từ ngàn xưa được dệt lên và đọng lại chốn này. Dù vấn vương cảnh sắc cõi tiên, động tử thức, chúng tôi đành phải chia tay để tiếp tục lịch trình để đến với một ngôi đền đã làm nên một huyền thoại đẹp. Muôn màu chiếu tạo nên vẻ đẹp cho một làng nghề không trộn lẫn với bất cứ làng nghề nào khác. Ấy là vẻ đẹp riêng, đặc sắc và là niềm tự hào của người Nga Sơn. Trải qua hơn 150 năm với bao thăng trầm, người dân Nga Sơn giờ đây không đơn thuần chỉ là dệt chiếu cói. Nhiều sản phẩm từ cói với bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo của những người thợ nơi đây đã tạo ra vô số những mặt hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Chiếu Nga Sơn đã dệt nên tiếng thơm ngàn đời cho vùng đất nơi này. Và thật không hổ danh với câu ca dao xưa: chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. Đưa nhau về quê ngoại mái ăn tiên, nghe kể chuyện về chàng trai cô gái. Từ thức sáng hương kết duyên vợ chồng, ở nơi tiên bồng lòng vẫn nhớ về quê. Về quê ngoại, đưa nhau về quê ngoại, nghe kể chuyện ngày xưa. Mai ăn tiêm trồng giữa cây chiếu cõi Nga Sơn dệt bao mối tình thơm tiếng nói. Cái nơi có khi nó chả có gì đâu, có gì đâu, lên nói chào ông nhá, chào ông bà tháng năm đây bà. Du lịch biển từ lâu đã được xác định là thế mạnh của du lịch Thanh Hóa. Với hơn 100 km bờ biển, thiên nhiên đã ban tặng cho Thanh Hóa khá nhiều bãi biển đẹp nên thơ, với những bãi cát trải dài như bãi biển Sầm Sơn, Hải Hòa, Nhi Sơn, Tĩnh Gia, Hải Tiến, Hoàng Hóa, Quảng Thái, Quảng Sương. Vì vậy, khoảng 5 năm trở lại đây đã có khá nhiều dự án đầu tư khai thác cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch biển trọng điểm trong tỉnh, bước đầu đã làm thay đổi diện mạo của các khu du lịch, góp phần quan trọng thu hút các dự án đầu tư kinh doanh và khách du lịch. Dưỡng biển ở Thanh Hóa gắn liền với các loại hình dịch vụ du lịch biển như lưu trú, nghỉ ngơi, tắm biển, bơi lặn,
chèo thuyền, lướt ván, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, hệ động thực vật biển. Hiện nay ở Thanh Hóa, du lịch biển như Sầm Sơn có cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch tương đối phát triển, có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tắm biển của hàng vạn khách du lịch trong ngày. Ngoài ra, những bãi biển khác như Hải Tiến, Hải Hòa vẫn còn hoang sơ, luôn chờ đón du khách đến chiêm ngưỡng và khám phá. Biển Thanh Hóa cũng đang hình thành một số tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng trên các bãi biển tiềm năng. Trong quy hoạch tổng thể, đô thị du lịch Sầm Sơn đứng đầu danh sách dự án cần được đầu tư nhằm hoàn chỉnh diện mạo một đô thị du lịch quốc gia, một khu du lịch biển tổng hợp gồm nghỉ dưỡng, tắm biển, tham quan du lịch, hội nghị, hội thảo, thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, Thanh Hóa đã và đang triển khai xây dựng một số khu du lịch nghỉ dưỡng biển khác như khu du lịch biển Hải Tiến, khu du lịch sinh thái đảo Nhi Sơn, khu du lịch biển Hải Hòa. Du lịch nghỉ dưỡng biển là bước đi đúng hướng, góp phần thu hút du khách, đem lại doanh thu lớn, tạo thêm việc làm cho xã hội, làm đa dạng thêm dịch vụ du lịch biển ở Thanh Hóa, vốn chỉ bó hẹp trong phạm vi phục vụ khách bình dân và trung lưu. Hơn thế, đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển sẽ làm mới hình ảnh của du lịch Thanh Hóa, xóa đi hình ảnh du lịch một mùa, du lịch chặt chém vốn tồn tại bấy lâu ở Thanh Hóa. Từ thành phố Thanh Hóa đến thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia chừng 40 cây số, rẽ trái theo con đường giải nhựa, đi thêm 3 km sẽ đến được biển Hải Hòa. Biển Hải Hòa cách khu kinh tế Nghi Sơn 15 km về phía nam, có diện tích trên 100 hectare, nằm chủ yếu trên địa phận làng Giang Sơn và làng Đông Hải của xã Hải Hòa. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tục thờ mẫu chỉ có ở Việt Nam. Vì sao người dân Việt lại thờ mẫu, tức thờ mẹ? Mẹ, đây không chỉ là người sinh ra dân tộc mà còn là những nguồn sống nuôi dưỡng cả một dân tộc. Chúng ta hãy quan sát các điện thờ để cùng nhau lý giải xuất xứ của tục thờ này. Đời sống tâm linh của con người Việt Nam đã từng tồn tại rất nhiều hình thức tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Trước hết là các tín ngưỡng, các tục thờ mang tính bản địa như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng làng ở các làng xã. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, người Việt Nam đã du nhập các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau trên cơ sở là sự phù hợp với nền tảng đạo đức, nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Các tôn giáo du nhập đã thích ứng với đời sống tâm linh người dân Việt, nên xu hướng dân gian hóa các tôn giáo là hiện tượng dễ thấy. Nó khai thác các mặt đạo lý, cách ứng xử giữa con người với con người. Thoát thai từ đạo thờ thần, đạo mẫu với tư cách là một biến thể của đạo giáo Việt Nam đã và đang thâm nhập
và ảnh hưởng giao thoa với các tín ngưỡng tôn giáo khác, đặc biệt là với đạo Phật. Trong quá trình tín ngưỡng thờ Phật du nhập vào nước ta, các bộ phận quan trọng của tín ngưỡng này đã phát triển theo khuynh hướng dân gian hóa giữa tín ngưỡng thờ Phật và tín ngưỡng thờ mẫu. Điều dễ nhận biết nhất là ở hầu hết các ngôi chùa hiện nay ở nông thôn đều có điện thờ mẫu. Trong đó, phổ biến nhất là dạng tiền Phật hậu mẫu. Người ta đi chùa vừa để lễ Phật, vừa để cúng mẫu. Nhiều khi điện mẫu đã tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi, nhộn nhịp hơn cho các ngôi chùa làng. Không chỉ có con đường các điện mẫu đi vào chùa, mà còn có con đường ngược lại, Phật đi vào đền, phủ thờ mẫu. Trong điện thần cũng như cách thức phối tự ở các ngôi đền, phủ, ta đều thấy sự hiện diện của Phật, mà đại diện cao nhất là Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Thống tích đền Hàn và đền Ba Bông. Đền Hàn Sơn vừa là tên gọi riêng của đền, vừa là tên gọi chung cho cả cụm di tích thắng cảnh theo quyết định công nhận của nhà nước. Hàn Sơn được cắt nghĩa về chiết tự thì Hàn là vực, Sơn là núi. Hàn Sơn là vực sâu được tạo nên bởi núi Hàn. Đền Hàn Sơn được ban sắc phong thời vua Khải Định năm thứ 9, tháng 10, ngày 5, thờ công chúa Liễu Hạnh, sắc phong hiện đang được lưu giữ tại tòa mẫu ở đền. Ngoài việc thờ Liễu Hạnh công chúa, đền còn thờ một số vị công thần hội đồng. Đây cũng là điều thường thấy trong hệ thống phối thờ ở các đền thờ hiện nay. Ngược dòng chừng 500m về thượng nguồn sông Ngu, nơi giao điểm của Ngũ, huyện Kê, là nơi một con gà gáy năm huyện cùng nghe, là ngã ba sông nổi tiếng của xứ Thanh, giữa bãi bồi phủ sa của châu thổ sông Mã, được đời sư dựng nên một ngôi đền với cảnh sắc có 102, đó là đền Ba Bông hay đền Cô Ba, Cô Bơ cũng là một. Ở cạnh nơi có ngã ba sông Kỳ Vĩ và rốn nước của sông Mã cuộn trào, chính vì thế mà đền thờ Cô Bơ càng thêm linh nghiệm và cuốn hút du khách hành hương ở khắp mọi miền. Hàn Sơn là cả một sắc màu lịch sử, văn hóa phong phú, vị trí địa lý đặc biệt, danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã trở thành một trung tâm du lịch lễ hội của cả nước. Từ mùa hội này đến mùa hội sau, khách muôn phương cứ thế kéo dài, nối tiếp, dồn tụ khuôn đúc thành tình cảm, tâm linh, truyền thống, mong ước khát khao của con người. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng Quan Âm trong Phật giáo Ấn Độ vốn là một nam thần, nhưng khi qua Trung Quốc vào nước ta đã bị nữ thần hóa, thậm chí mẫu hóa, để trở thành Quan Âm Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam. Trong các ngày dỗ mẫu, dỗ mẹ đều có nghi thức rước mẫu lên chùa để đón Phật về đền, phủ cùng tham dự ngày hội. Trong hệ thống các bài chổ văn thì có chổ văn nhị vị Bồ Tát. Điều đó chứng tỏ vai trò của người phụ nữ được khẳng định từ xưa. Dân tộc ta đã từng có những huyền thoại rất đẹp về người mẹ. Bà Âu Cơ giống tiên, kết hôn với Lạc Long Quân giống rồng, sinh ra một bọc trăm trứng, lại nở ra 100 người con, để rồi phân đôi, nửa theo cha xuống biển, nửa cùng mẹ lên non. Từ đó hình thành lên các cộng đồng người của dân tộc Việt Nam, sinh cùng một bọc, khởi tự một nguồn. Thật hồn nhiên, đẹp đẽ về nguồn gốc của một dân tộc đã được nuôi dưỡng, bồi đắp, lưu truyền thế hệ này qua thế hệ khác, để mãi mãi chúng ta vẫn cứ tự hào về dòng dõi tiên rồng của dân tộc mình. Trải qua hàng nghìn năm của xã hội thị tộc mẫu hệ, hoàn toàn là vai trò người mẹ. Hình ảnh người mẹ là tất cả trong mỗi thành viên và của cộng đồng từng đơn vị cư trú, cho đến khi hình thái gia đình một vợ một chồng hình thành và phát triển, thay thế cho hình thái xã hội thị tộc mẫu hệ, thì vai trò của người mẹ vẫn giữ vị trí chủ yếu trong gia đình.
tắm được ra được nhỉ. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 chính trực con lớn đệ ngũ tuần tranh linh giam linh tờ. Con sám hối con lại hội đồng tam bốn cổ, con sám hối con lại tham gia đức quốc mẫu. Hôm nay bảo mọi anh chị em chúng con nhất tâm về cửa ngũ đệ đan tối tu linh tử đây. Sám hối con lại mẫu mẫu chứng tâm chứng quả chứng cả lòng thành bồi tài tiếp phúc cho anh chị em chúng con ở trong thành phố Nam Định, không quản được giá xa xôi, mưa không quản nắng không nề, nhất tâm tưởng bạn tâm thành về cửa đình thần tam tứ phủ về cửa mẫu đây, có bồi tài tiếp phúc cho anh chị em chúng con có tài có lộc có ngân có xuyến có lương có bạc có công có thế, thương cho anh chị em chúng con già mạnh khỏe trẻ bình an, tăng phúc tăng lộc tăng thọ tăng tài. Mà sáng mới con lại mẫu quyền của mẫu khác của mẫu ra bạch trong tay mẫu thương anh chị em chúng con người đi được trở nhà bồi tài tiếp phúc cung phủ cho chúng con mạnh vị bình an khang thái. Con đang mua gì là tập ngày hôm nay để có lễ bạc tâm thành quả cau lá trầu bát nước thành tịnh nhất tâm dâng lên cửa mẫu có thành vàng lá ngọc chính tâm mỗi hồi tại tiếp phúc mỗi chấp lời kêu cúng tấm năm hòa linh đạo phật và chúng con được hạ sự hành thông cầu gì được đấy. Trời Nam Hải mây lồng năm sắc, cõi Bắc Sơn vàng bạc trăng sao. Hoa nở đông đảo bốn mùa, hoa nở đông đảo có cô bơ thoại tiền triều viện linh. Mượn mượt y sung dinh bóng liệu rẻ đường ngôi thẳng chiếu uy chân gian cong cong nét liệu nằm ngang lòng lanh mắt phượng lồng hương đôi hình vẻ xinh xinh điểm tuyết ly mai hồng hồng thu nguyệt y tô son thanh xuân cùng vũ trang trong đoàn chấm cài lược dắt khăn ngang y ba màu đến với điểm danh lam thắng cảnh đầu tiên đền Cô Bơ. Dù ai buôn bán trăm nghề, 12 tháng 6 phải về ba bông. Cô vốn là con thủy tề ở dưới thủy cung, được phong là thoại cung công chúa, giá ngự vào ra trong cung Quảng Hàn. Có người còn nói rằng Cô Bơ là con đức vua Long Vương, rất xinh đẹp nên được đức vương mẫu. Có người cho rằng đó là mẫu cửu trùng thiên,
cho theo hầu cận chầu trực trong cung cấm. Sau này, cô Bơ thoại Giáng sinh vào thời Lê Trung Hưng, tương truyền sự tích như sau. Đức Thái Bà nằm mộng, thấy có một người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, tóc mượt mắt sáng, má hồng môi đỏ, cổ cao ba ngấn, mặc áo trắng, đến trước sập nằm dâng lên người mịch viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng lệnh cao minh lên phàm trần đầu thai vào nhà đó, sau này để giúp vua giúp nước. Thì thái bà thụ thai. Đến ngày mùng 2 tháng 8 thì bỗng trên mây xanh uốn lượn, nơi thủy cung nhã nhạc vang lên. Đúng lúc đó thái bà hạ sinh ra được một người con gái, xem ra thì nhan sắc mười phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Thấy sự kỳ lạ vậy nên bà chắc hẳn con mình là bậc thần nữ giáng hạ, sau này sẽ ra tay phủ đời, nên hết lòng nuôi nấng dạy dỗ bảo ban. Cô lớn lên trở thành người thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như ví với các bậc tài nữ từ ngàn xưa, lại giỏi văn thơ đàn hát. Đến khi cô vừa độ trăng tròn, cũng là lúc nước nhà phải chịu ách đô hộ của giặc Minh, cô đã cùng với thân mẫu lánh vào phía sâu vùng Hà Trung Thanh Hóa, nơi ngã ba bến đò Lèn Phong Mục. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, cô đã có công giúp vua Lê trong những năm đầu kháng chiến, và có nơi còn nói rằng cô cũng hiển ứng giúp vua Lê trong công cuộc phủ Lê dẹp Mạc sau này. Đền cô là nơi thắng cảnh trên bến dưới thuyền, nơi giao nhau của ngũ huyện Kê, một tiếng gà gáy năm huyện đều nghe. Cũng với danh tính anh linh của tiên cô, nên khách thập phương đến chiêm bái cầu xin nhân duyên khoa cử làm ăn rất đông đúc. Thuyền bè dưới bến sông qua lại đều phải đốt vàng mã kêu cô, rồi những người đến kêu cầu đều dâng cô nón trắng hài cường võng lụa thuyền rồng. Sương bay ngọc hái dâu bè quê vin cành, vin cành hồng lan huệ nghi phù dung xiêm nguy sập nước hương sông gió nam pháp phơi cành hồng, cánh hồng tung bay
Điểm danh lam thắng cảnh đền Cô Bơ. Dù ai buôn bán trăm nghề, 12 tháng 6 phải về ba bông. Cô vốn là con thủy tề ở dưới thủy cung, được phong là thoại cung công chúa, giá ngự vào ra trong cung Quảng Hàm. Có người còn nói rằng Cô Bơ là con đức vua Lan Vương, rất xinh đẹp nên được đức vương mẫu. Có người cho rằng đó là mẫu thủ trùng thông, cho theo hầu cận trở trực trong cung cấm. Sau này Cô Bơ thoại giáng sinh vào thời Lê Trung Hưng, tương truyền sự tích như sau. Đức Thái Bà nằm mộng thấy có một người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thước tha, tóc mượt mắt sáng, má hồng môi đỏ, cổ cao ba ngấn, mặc áo trắng đến chiếc sập nằm dâng lên người mịch viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng lệnh cao minh lên phàm trần đầu thai vào nhà đó, sau này để giúp vua giúp nước. Thì Thái Bà thụ thai. Đến ngày mùng 2 tháng 8 thì bỗng trên mây xanh uốn lượn, nơi thủy cung nhã nhạc vang lên. Đúng lúc đó Thái Bà hạ sinh ra được một người con gái, xem ra thì nhan sắc 10 phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Thấy sự kỳ lạ vậy nên bà chắc hẳn con mình là bậc thần nữ giáng hạ, sau này sẽ ra tay phủ đời, nên hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ bảo ban. Cô lớn lên trở thành người thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như ví với các bậc tài nữ từ ngàn xưa, lại giỏi văn thơ đàn hát.
đến khi cô vừa độ trăng tròn, cũng là lúc nước nhà phải chịu ách đô hộ của giặc Minh. Cô đã cùng với thôn mẫu lánh vào phía sâu vùng Hà Trung Thanh Hóa, nơi ngã ba bến đò Lèn Phong Mục. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, cô đã có công giúp vua Lê trong những năm đầu kháng chiến, và có nơi còn nói rằng cô cũng hiển ứng giúp vua Lê trong công cuộc phủ Lê dẹp Bạc sau này. Đền cô là nơi thắng cảnh trên bến dưới thuyền, nơi giao nhau của ngũ huyện Kê, một tiếng gà gáy năm huyện đều nghe. Cũng với danh tính anh linh của tiên cô nên khách thập phương đến chiêm bái cầu xin nhân duyên khoa cử làm ăn rất đông đúc. Thuyền bè dưới bến sông qua lại đều phải đốt vàng mã kêu cô, rồi những người đến kêu cầu đều dâng cô nón trắng hài cường võng lụa thuyền rồng. Miền quê ta bên bờ sông Mã, nắng tỏa hàng rồng. Đây nhịp cầu và dòng sông từng ghi bao chiến công. Về đất Lam Sơn nhớ người anh hùng thuở trước Đông Sơn ơi, bài ca đất sinh thành. Đây là đồng lúa quê em, đồng lúa xanh xanh mượt mà. Đây là đồng mía quê anh, mùa xuân chào dâng của dân. Nông trường nhà máy trường mới mọc thêm, đi trên quê hương mới từng ngày. Bàn tay ta xây cuộc đời, bàn sức ta rơi non lộng biển. Đường thanh thang ta đã mở, lòng vững tin ngày mai tươi sáng. Biển khơi xa đang vây gọi, tàu lướt đi trên sóng cả. Miền quê ta như sóng trào, ngàn cánh tay dựng xây cuộc sống. Trở về miền quê ta bên bờ sông Mã, mái ấm nhà vui đàn chim trở về tổ. Với dòng sông quê tôi, với người dân quê tôi ấm áp tình người. Trở về quê hương, trở về miền quê ta, rừng xanh trời xanh biển khơi bao la. Thanh Hóa ơi, ta yêu đến vô cùng. Thanh Hóa ơi, vang mãi một bài ca. Chuyện kể rằng ngày xưa có một đôi trai gái của vùng này yêu nhau. Một hôm, hai người vui chân đi tới tận nơi giáp danh với biển cả. Chàng trai mỏi chân nằm nghỉ rồi ngủ thiếp bên bờ biển lộng gió. Trước cảnh đẹp mê hồn, nàng tung tăng đi theo con sóng dọc bờ biển xanh, đùa giỡn với đàn chim hải âu. Thật vô tình, hoàng tử con vua Thủy Tề cũng đang cưỡi sóng viễn dù gần đó. Bị mê hoặc trước vẻ đẹp thanh tao của người thiếu nữ trần gian, hoàng tử tung sóng lên vuốt ve đôi chân trần xinh đẹp và dâng tặng nàng những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đẹp nhất đại dương. Chàng trai khi tỉnh dậy đã chứng kiến cảnh trái lòng đó. Chàng hét lên một tiếng đau đớn rồi bỗng vụt biến thành hàng cây xanh đứng chắn làm sóng biển, không cho chạm tới người mình yêu. Hãi hùng trước sự việc xảy ra đột ngột, nàng quỳ xuống ôm lấy những thân cây mà khóc. Khóc đến đâu, theo nước mắt, người nàng tan chảy thành những hạt cát trắng muốt, quấn quýt dưới chân cây.
hối hận và không giấu giếm được tình cảm của mình, hoàng tử Long Cung đã ngày đêm không ngừng nghỉ dâng sóng vỗ về cho bờ cát, dâng nước tới tắm cho Dạng Phi Lao và hát bản tình ca dì dào du dương đến muôn thuở. Câu chuyện xa xưa đã đưa chúng ta trở lại với thực tại, với bãi cát trắng mịn màng trải dài xa tít tắp. Vâng, thưa các bạn, quả thực là một câu chuyện tình thật đẹp và lãng mạn. Nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là một huyền tích. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều thú vị. Câu chuyện xưa như đưa chúng ta về thực tại với bãi cát trắng mịn màng chạy dài tít tắp trước mặt. Trên đó có những cư dân sinh sống thật mộc mạc, thân thương và gần gũi biết bao. Hàng ngày họ đi lại chia sẻ niềm vui, nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống trên bờ cát ấy, nên bà con ngư dân nơi đây rất có ý thức giữ gìn bãi biển sạch sẽ. Mỗi khi thuyền về bến, những xác rưởi, xác vỏ ốc, vỏ sò lẫn vào treo lưới được bà con gom nhặt cẩn thận mà không vứt bừa bãi. Một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, bãi biển thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách bờ biển cách thành phố Thanh Hóa 16 km về phía đông. Bãi biển Sầm Sơn bắt đầu được khai thác cho mục đích tắm biển từ năm 1906 của người Pháp làm chủ. Bãi biển dài khoảng 6 km từ cửa Lạch Hới tới chân núi Trường Sơn. Bờ biển ở đây bằng phẳng với các bãi cát thoai thoải, sóng êm, nước trong xanh và nồng độ muối rất vừa phải. Bao giờ em về quê anh mà xem dấu vết tình thành xa xưa, vị nhân bà đã đời vua cũng từ rau má ốc cua nên người, mới nghe em chớ vội cười cây rau má xâm của chung hòn
trong mai vẫn còn đây. Sầm sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sông cũng hoan ca, biển đẹp lấp lầy, tình yêu đắm say, sầm sơn yêu. Mới có vài khách sạn cao tầng nằm rải rác bên con đường nhựa mới được đầu tư xây dựng năm 2005 khi tỉnh có quyết định phê duyệt quy hoạch khu du lịch sinh thái biển. Phía bên bờ biển là hệ thống các nhà hàng chủ yếu làm bằng chất liệu gỗ, tre, luồng, vừa bảo đảm thoáng mát, tạo cảm giác thân mật gần gũi giữa chủ với khách. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một nhà hàng nào hay một quán nhỏ nào và gọi các món ăn hoặc nhờ chủ hàng tư vấn mà không phải chịu cảnh chèo kéo, mời mọc sùm. Trước khi khách du lịch xa về, có nhiều món đặc sản có thể mua ngay tại biển Hàn Quà như cá thu nướng, tôm, mực, cua, ghẹ, và ghé vào chợ Còng ngay tại thị trấn Tĩnh Gia mua các loại hải sản khô, bánh đa vừng, lạc, đậu, gạo nếp với giá rẻ. Có một bãi biển sầm sơn đẹp, có nhiều bãi tắm lý tưởng. Những năm gần đây lại có thêm bãi biển hải hòa, hoang sơ và thơ mộng, và vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Chúng ta hãy cùng cảm nhận lại một lần nữa cái không khí cũng như những vẻ đẹp đặc trưng của nơi đây. Sầm sơn yêu thương biển quê.
chúng ta đang trên đường ra tham quan bãi biển Sầm Sơn. Bãi biển Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bãi biển thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách bờ biển cách thành phố Thanh Hóa 16 km về phía đông. Bãi biển Sầm Sơn bắt đầu được khai thác cho mục đích tắm biển từ năm 1906 của người Pháp làm chủ. Bãi biển dài khoảng 6 km từ cửa Lạch Hới tới chân núi Trường Sơn. Bờ biển ở đây bằng phẳng với các bãi cát thoai thoải, sóng êm, nước trong xanh và nồng độ muối rất vừa phải. Thanh Hóa đưa tôi về điệu hò thương nhớ quá. Những lúc đi xa quê điệu hò náo lòng người. Sông Mã sông Chu xóm làng cánh đồng câu hò muôn thuở đi vào mênh mông câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi câu hò nối sông vào núi câu hò nối rừng với biển câu hò nối em vào tôi nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc người con quê thanh trong âm vang sự tích cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm nhìn về đông sơn lung linh từ trong huyền thoại hàm sông hôm nay trong tươi xanh ngày mới nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến Thanh Hóa quê mình xanh mãi câu hò em đón tôi về lời có cánh rồi và đây chúng ta đang trên đường ra tham quan bãi biển Sầm Sơn. Bãi biển Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bãi biển thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách bờ biển cách thành phố Thanh Hóa 16 km về phía đông. Bãi biển Sầm Sơn bắt đầu được khai thác cho mục đích tắm biển từ năm 1906 của người Pháp làm chủ. Bãi biển dài khoảng 6 km từ cửa Lạch Hới tới chân núi Trường Sơn. Bờ biển ở đây bằng phẳng với các bãi cát thoai thoải, sóng êm, nước trong xanh và nồng độ muối rất vừa phải. Đưa tôi về điệu hò thương nhớ quá. Những lúc đi xa quê điệu hò náo lòng người sông Mã sông Chu xóm làng cánh đồng câu hò muôn thuở đi vào mênh mông câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi câu hò nối sông vào núi
câu hò nối rừng với biển, câu hò nối em vào tôi, nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai. Từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc, điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc. Người con quê thanh trong âm vang sự tích, cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng, dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay. Nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm, nhìn về đông sơn lung linh từ trong huyền thoại, hàm sông hôm nay trong tươi xanh ngày mới. Nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò, lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến. Thành hoa quê mình xanh mãi câu hò, em đón tôi về lời có cánh yêu mà chúng ta vừa đi qua. Chúng tôi những người tham gia chương trình du lịch này ra về mang trong mình một tâm trạng bồi hồi luyến tiếc, thêm chút nhớ nhung đầy vơi về mảnh đất, con người hiền hòa mến khách nơi đây. Tạm biệt những nét văn hóa phong tục đa sắc màu, chúng tôi tin rằng khi xem lại những băng hình kỷ niệm ghi lại cuộc hành trình, mỗi quý vị và các bạn sẽ dành riêng cho mình những cảm nhận riêng mình về những địa danh, con người nơi đây. Tân Hùng Thái xin chân thành cảm ơn các quý vị thành viên đã tham gia chuyến hành hương. Qua chuyến đi này, chúng ta đã thêm phần gần nhau hơn, không phân biệt thành phần tuổi tác, ta đã có thêm những người bạn mới, hiểu biết thêm những phong tục, tập quán, những con người ở mỗi vùng đất mà chúng ta đã đi qua. Cảm ơn ban tổ chức, các lễ hội, các cơ quan đoàn thể, các cấp chính quyền cùng nhân dân địa phương mà đoàn chúng tôi đã đi qua. Các vị lái xe đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ để chuyến đi được thành công. Xin kính chúc toàn thể các quý vị cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến hành hương lý thú tiếp theo, với những địa danh hấp dẫn, đầy kỳ bí trên mảnh đất thân yêu hình chữ S thân yêu vô cùng xinh đẹp của chúng ta, để lại được cùng nhau khám phá, trải nghiệm và chinh phục những chân trời mới, thăm lại những người bạn, những vùng đất, con người mà chúng ta đã từng đi qua. Chi tiết
xem lại website Tân Hồng Thái 165 hàng cấp .webwonder.vn. Chương trình hành hương chiêm bái miền Trung. 1. Đền Cô Bơ. 2. Động Tử Thức. 3. Biển Sầm Sơn. Mỗi người mỗi nước mỗi non, đến với bản hội như con một nhà, cùng nhau thực hiện lục hòa, như sữa với nước chan hòa tình thương. Chúng tôi, những người làm chương trình này, với một mục đích là kết nối tình thương. Sau mỗi chuyến hành hương, chúng ta lại có thêm những người bạn mới. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thắm ý thêm tươi, cho hương thêm ngát đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức các lễ hội, quý đồng đền thủ nhang, các danh lam cổ tích. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị lái xe đã đồng hành cùng chúng tôi trong các chuyến tham quan chiêm bái, và tất cả các quý vị là thành viên đã tham gia. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, vô lượng như ý, vô lượng cát tường. Xin gặp lại ở các chuyến hành hương tiếp theo để cùng nhau khám phá các địa danh, các mảnh đất, con người trên các vùng miền của mảnh đất hình chữ S thân yêu của chúng ta. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chi tiết xin mời quý vị xem tại website http Tân Hồng Thái 165 hàng cấp .webnoidung.vn.